Các bạn có biết không, chính sách đổi mới khi cấp visa du học Anh Quốc đã có sự thay đổi. Thì bên cạnh cái mở rộng cơ hội xin visa cho những sinh viên xuất sắc, thì cái cải cách này cũng đã nâng cao yêu cầu chứng minh tài chính đó các bạn. Thì điều kiện chứng minh tài chính du học Anh Quốc như thế nào? Thì Tân Đại Dương du học hàng đầu tại Việt Nam sẽ giúp cho các bạn hoàn chỉnh bộ hồ sơ để chứng minh tài chính, để mà có visa nhanh nhất. Thì để vượt qua cái sự kiểm tra về điều kiện tài chính cần thiết, bạn cần phải chứng minh rằng bạn có đủ tiền để tự trang trải trong suốt quá trình học tập. Số tiền này bao gồm tiền trả học phí và tiền sinh hoạt phí khi mà cái thời gian mà bạn học. Thì số tiền bạn cần có phụ thuộc vào cái nơi bạn học và thời gian khóa học của bạn kéo dài là bao lâu. Thì về cái phí chứng minh của người bảo trợ thì cũng phải nộp chứng minh là cái người bảo trợ có một khoản tiền để hỗ trợ bất cứ phụ thuộc nào khi mà muốn đưa sang Anh. Thì người bảo trợ có thể làm việc theo một số cách sau. Ví dụ chuẩn bị các giấy tờ chứng minh tài chính, chỉ rõ số tiền cần thiết ở tài khoản ngân hàng. Thì những cái chính sách trong việc cấp visa du học Anh Quốc thì bắt đầu từ năm 2011, thì Vương quốc Anh cải cách quy định visa sinh viên. Theo đó, số tiền chứng minh tài chính được nâng lên và số sinh viên quốc tế xuất sắc sẽ có thêm nhiều cơ hội ở lại làm việc tại Anh Quốc sau khi tốt nghiệp. Thì quy định mới sẽ mở rộng cơ hội cho sinh viên ở lại Anh sau khi tốt nghiệp. Thì các thay đổi này đã dừng tiến hành từ năm 2011 và có một số thay đổi lớn áp dụng đến tháng 4 2012. Thì theo đó, quy định mới sẽ mở rộng cơ hội cho sinh viên ở lại Anh Quốc sau khi tốt nghiệp. Thì các sinh viên quốc tế xuất sắc sau khi tốt nghiệp ở lại Anh Quốc thì kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2012 này, thì để được ở lại, sinh viên sẽ phải được mời ở lại một công ty làm việc có chuyên môn bởi một nhà tuyển dụng được công nhận bởi cục biên giới Anh với cái mức lương từ 20.000 bảng Anh một năm trở lên. Thì quy định này thay thế cho quy định về làm việc sau khi tốt nghiệp trước đây, thì trong đó cho phép sinh viên ở lại làm các công việc không yêu cầu chuyên môn. Thì quy định này nhằm đảm bảo cho sinh viên quốc tế sau khi được đào tạo bài bản ở Anh Quốc hoặc là ở lại Anh Quốc tiếp tục phát triển kỹ năng sự nghiệp qua những công việc hoặc là quay trở về nước để đóng góp cho sự phát triển tại quốc gia mình, thì thay vì ở lại Anh Quốc làm những cái công việc không chuyên môn như là bán hàng trong siêu thị hay là phục vụ nhà hàng, thì ông James Sharp, giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương qua cục biên giới Anh thì giải thích rằng ngoài ra cái lần cải cách visa sinh viên này cũng đem lại cho cơ hội ở lại Anh cho những sinh viên xuất sắc có những ý tưởng sáng tạo có tầm ứng dụng cao trên thế giới. Thì quy định visa dành cho doanh nhân trẻ mới tốt nghiệp có ba yêu cầu chính, đó là sinh viên phải hoàn thành một khóa học được cấp bằng tại Anh, phải chứng minh ý tưởng tốt và năng lực điều hành qua kế hoạch kinh doanh cụ thể tại Anh Quốc và được bảo lãnh bởi trường đang theo học. Thì chính các cái trường nơi sinh viên theo học sẽ là đơn vị bảo lãnh nhập cảnh cho sinh viên. Thì cục biên giới Anh Quốc cho biết trong năm đầu tiên triển khai năm 2012 này sẽ có khoảng là 1.000 visa được cấp theo cái chương trình này. Thì bên cạnh mở rộng cơ hội xin visa cho những sinh viên xuất sắc, thì lần cải cách visa sinh viên của Anh cũng nâng cao yêu cầu chứng minh tài chính. Thì theo đó, sinh viên theo học các cái trường tại London thì cần chứng minh số tối thiểu là 1.000 bảng Anh một tháng thay cho 800 bảng Anh như quy định cũ. Thì để trang trải các chi phí sinh hoạt trong cái suốt khóa học, thì với sinh viên học tại những cái vùng khác ngoài London thì số tiền cần chứng minh là khoảng 800 bảng Anh trong một tháng thay vì 600 bảng Anh như quy định cũ trước đây. Thì đây là lần tăng đầu tiên kể từ năm 2008 tới nay, và nó phản ánh đúng cái giá cả mức sống hiện nay ở Anh. Thì quy định này hoàn toàn không gây khó dễ cho sinh viên quốc tế muốn theo học ở Anh, mà nhằm đảm bảo sinh viên có đủ tiền trong trang trải trong cuộc sống ở Anh, có một cuộc sống thuận tiện tại Anh và có thể tự lập tài chính trong suốt quá trình học. Thì ông James Sharp cho biết, thì trong cải cách quy định visa sinh viên lần này, sinh viên quốc tế cũng sẽ bị thắt chặt quy định về thời gian làm việc và thực tập. Thì theo quy định mới, thay vì có thể ở lại thực tập tối đa là bằng 1/2 thời gian của khóa học, thì nay sinh viên bậc đại học chỉ có thể ở lại thực tập trong khoảng thời gian bằng 1/3 trên tổng thời gian khóa học. Sinh viên học đại học hoặc là cao học cũng có thể ở lại tối đa 50% thời gian toàn môn học để thực tập. Thì ông James Sharp cho biết những thay đổi này nhằm mục đích loại bỏ tình trạng lạm dụng hệ thống visa sinh viên và đảm bảo cho
những cái sinh viên giỏi và tốt nhất là có thể theo học ở Đài làm việc tại Vương quốc Anh để đảm bảo cuộc sống của những cái học sinh. Thì điều quan trọng là Vương quốc Anh sẽ tiếp tục thu hút được những sinh viên quốc tế giỏi đến học tập. Những cái quy định mới này không có ý định làm nản lòng sinh viên Việt Nam muốn sang Anh học tập, mà muốn thu hút và mở rộng cơ hội học tập, làm việc tại Anh cho các sinh viên giỏi đạt đủ các yêu cầu của bên Anh Quốc. Thì ông James Sharp nói thêm, thì theo cái thống kê mỗi năm thì ở cục biên giới Anh Quốc thì năm 2011 vừa rồi thì trên 3.700 hồ sơ sinh viên Việt Nam thì tăng 7% so với năm 2010. Thì cũng trong năm 2011 thì 95% sinh viên Việt Nam nộp vào hồ sơ xin visa dài hạn tại Anh Quốc đã được cấp visa. Thì ông James Sharp cho biết thì 5% sinh viên không xin được visa du học tại Anh là do không chứng minh được tài chính hoặc là sai sót trong hồ sơ xin visa. Thì để cái cải thiện cái vấn đề mà sai sót hay là có những cái vấn đề gì trong cái hồ sơ của mình thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam, đó là công ty tư vấn du học quốc tế Tân Đại Dương, hoặc là truy cập vào website tân đại dương.edu.vn.